điều tra nguyên nhân vụ chồng sát hại vợ tại nhà riêng ở sóc sơn số tiền cá cược pizza của tuấn vò mã tới 20 triệu đồng một ván điều tra năm thanh niên tự đâm gục tại chỗ ở long an hiện trường hai người đi xe máy tử vong tại chỗ sau va chạm với ô tô tải Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Điều tra nguyên nhân vụ chồng sát hại vợ tại nhà riêng ở Sóc Sơn. Mới đây tại Sóc Sơn, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại một gia đình. Theo đó người chồng đã dùng hung khí tấn công vợ, khiến vợ tử vong. Nắm được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo đó, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng chồng sát hại vợ tử vong tại nhà riêng. Sự việc xảy ra vào tối 12 tháng 3 tại thôn Lập Trí, xã Minh Đức, thời điểm trên có một đôi vợ chồng cư trú tại thôn này xảy ra xích mích do mâu thuẫn gia đình. Quá trình mâu thuẫn, người chồng đã dùng hung khí tấn công khiến vợ trọng thương, tử vong sau đó. Sau khi gây án, người chồng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Thông tin ban đầu, trước khi gây án, người chồng có dấu hiệu say xỉn. Hiện các cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm và tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Danh tính những người trong vụ việc chưa được tiết lộ. Trong cuộc sống, mâu thuẫn vợ chồng là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên, ngày càng có nhiều những vụ án thương tâm tương tự xảy ra chỉ vì bất kiểm soát mà ra tay đoạt mạng người thân yêu của mình. Vì vậy, trước mỗi sự việc, mỗi cặp đôi cần giữ bình tĩnh, không nên to tiếng, tác động tay chân để xảy ra hậu quả không mong muốn. Số tiền cá cược bia của Tuấn Phò Mã tới 20 triệu đồng một ván. Thông tin Tuấn Phò Mã bị bắt vì chơi bia cá cược bằng tiền gây xôn xao dư luận những ngày qua từ một người sở hữu lượng người theo dõi hùng hậu trên TikTok, nay Tuấn đã bị bắt giam và điều tra. Mới đây, cơ quan chức năng xác định Tuấn Võ Mã cùng ba người khác đã đánh nhiều ván pizza, mỗi ván lên tới 20 triệu đồng. Cụ thể, ngày 13 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Tuấn, tức Tuấn Võ Mã, sinh năm 1984, trú tại tỉnh Thanh Hóa, Đỗ Văn Bình, 28 tuổi, Trần Văn Phúc, 35 tuổi và Nguyễn Văn Huy, 20 tuổi, cùng về tội đánh bạc. Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tổ tụng xác định Tuấn Phò Mã cùng ba người khác đánh bi da trong một quán bi da trên địa bàn huyện Yên Phong. Các đối tượng đã đánh từ tối hôm trước đến chiều hôm sau với rất nhiều ván bi da. Bất ngờ hơn, các đối tượng đánh mỗi ván 5-20 đến triệu đồng. Tổng số tiền đánh lên tới 1 tỷ đồng. Số tiền Tuấn cùng các đồng phạm bỏ ra các cược là rất lớn. Như thông tin đã đưa trước đó, Tuấn và Mã là một trong những nhân vật nổi tiếng trên nền tảng xã hội, người này chuyên quay các video cách né cảnh sát giao thông một cách êm đẹp và giải thích về luật giao thông đường bộ. Thậm chí, khi người đàn ông này có mặt, nhiều tổ đội cảnh sát giao thông ngay lập tức bỏ qua vi phạm. Điển hình như trong một video đăng ngày 1 tháng 11 năm 2023, Tuấn và Mã quay lại hình ảnh một người phụ nữ dừng xe máy trên vỉa hè, chạy đến nói chuyện với một cán bộ mặc sắc phục của cảnh sát giao thông đứng ở bốt, rồi nhanh chóng quay lại dắt xe máy rời đi. Cùng lúc này, một người đàn ông được cho là Tuấn Phò Mã ngồi trong xe ô tô chạy xe tới nói vọng ra. Anh em thấy không? Đấy, em ra đi luôn. Sướng. Chị cứ tưởng là được đi luôn đấy nha. Rất chi là may đấy nha. Sau đó người đàn ông này hạ kính ô tô, nói với người phụ nữ Nhớ về cảm ơn em nha, cứ về tìm Tuấn Võ Mã 36 là biết. Người phụ nữ này gật đầu rồi chạy xe đi. Kênh TikTok của Tuấn Võ Mã có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi. Các clip của người này ngoài quay hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động còn có nội dung bán máy cạo râu thu hút sự chú ý của hàng trăm ngàn người xem. Sở hữu lượng theo dõi đông đảo Vậy nhưng Tuấn Phò Mã không trân trọng điều đó Mà va phải con đường cờ bạc cá độ Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ Điều tra nam thanh niên tự đâm gục tại chỗ ở Long An Theo công an huyện Cần Duộc tỉnh Long An thông tin Trên địa bàn này vừa xảy ra vụ việc Một nam thanh niên đi trên đường rồi tự mình đâm Chưa hiểu nguyên do vì sao Vậy nhưng Người này đã tự làm đau chính mình rồi ngã gục ngay tại chỗ, người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3, tại đường D8 khu dân cư Nam Sài Gòn ở ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc. Người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh dưới lòng đường. Trên người nạn nhân có một con dao găm khiến người này bị thương. Thấy nam thanh niên còn sống nên người dân đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua xác minh của công an xã, thanh niên tên Thạch Phát T, 36 tuổi, thường trú huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Vụ việc nhanh chóng được cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân. Qua trích xuất camera nhà dân xung quanh hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thanh niên này đi từ hướng đường N5, D8 đến đoạn D8, N1. Sau đó dừng lại và tự lấy dao dài khoảng 30cm để trong người, rồi làm bị thương. Nam thanh niên gục tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, trước khi tự dùng dao đâm, nam thanh niên này vừa từ Sóc Trăng lên và đến một vòng trọ ở xã Long Hậu để gặp chị ruột. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Trong sự việc trên, hành động của nam thanh niên chưa thể xác minh nguyên nhân, tuy nhiên, đây là một hành động tự làm tổn hại sức khỏe bản thân và tuyệt đối không làm theo. Hiện trường hai người đi xe máy tử vong tại chỗ sau va chạm với ô tô tải. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Trên quốc lộ 1, đoạn qua Đồng Nai vừa xảy ra tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô tải, hậu quả khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn, hai chiếc xe đều đang di chuyển cùng chiều trên quốc lộ. Công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cầu vực Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa khiến hai người tử vong tại chỗ. Nạn nhân tử vong là ông DT 46 tuổi và bà TT 40 tuổi, cùng quê tỉnh Kiên Giang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 60H04277 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Khi đang di chuyển lên cầu vực Amata thì bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát 68G1 50520 lưu thông cùng chiều cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe máy té xuống đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy biến dạng, hư hỏng nặng. Các mảnh vỡ của xe máy bắn tung trên đường. Vụ va chạm khiến giao thông ùn tắc kéo dài hàng km. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồn giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hàng loạt các vụ tai nạn giao thông xảy ra để lại hậu quả đáng tiếc. Mỗi người dân khi tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành luật nghiêm cấm lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu trên đường. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.